kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin làm án khống sợ bị lộ rồi chạy án từ địa phương tới trung ương để mà đổ tội cho bị cáo. Làm án khống rồi sau đó lại chạy án để tòa án và viện kiểm sát ép bị cáo là cách làm đáng tởm của công an Việt Nam hiện nay. Một nguồn tin từ bên trong cho chúng tôi biết như thế. Lâu nay người ta hay nghĩ việc chạy án là chỉ có chạy án để mà giảm nhẹ tội cho mình, hay kẻ thù của bị chạy án để làm nặng tội thêm cho bị can. Tuy nhiên, đấy chỉ là một bề nổi. Sự thật bên trong còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cách làm án khống của Công an Long An. Hiện nay đã có nội dung cho chúng tôi biết rằng Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam làm án rất tùy tiện, chỉ cốt để hoàn thành nhiệm vụ, để lập thành tích bất kể có oan sai hay không. Đến khi sự việc có nguy cơ bị lộ, thì họ lại đi trước một bước. Họ dùng tiền để chạy cho tòa án và viện kiểm sát để đổ tội cho bị cáo dù hồ sơ điều tra có nhiều lỗ hổng. Đấy là cách khỏa lấp tội ác của công an điều tra, và đây cũng là lý do tại sao lại có nhiều án oan trong ngành tư pháp của Việt Nam từ trung ương cho tới tận địa phương. Vụ án Hồ Duy Hải là kiểu mẫu về trường hợp này. Bộ máy tố tụng của chính quyền Cộng sản từ địa phương cho đến trung ương đều toa dập với nhau cùng một bài ca, mặc dù chứng cớ ngụy tạo đã rõ mười mười. Bắt đầu là công an tỉnh Long An thực hiện công tác điều tra. Chính những người làm công tác điều tra này đã cố ý bóp méo hồ sơ vụ án, ngụy tạo chứng cứ mua ở chợ mang về. Đây được xem là trường hợp làm án khống, tức là chụp mũ là bị can có tội, trong khi những bằng chứng không chứng minh được điều đó. Việc làm án khống có nhiều nguyên nhân, có thể do nghiệp vụ kém cỏi, có thể do bị mua chuộc bởi những hung thủ hoặc là những người đã mua nhằm trốn tội. Thông thường, những cách làm án đấy sẽ bị ém chìm xuống và tòa án sẽ kết án oan cho bị cáo, quẳng vào tù. Thậm chí có người sẽ bị tử hình oan. Tuy nhiên, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, hiện tượng làm án khống rồi cũng có ngày lòi ra mặt chuột. Như vụ án Hồ Duy Hải, cả mạng xã hội và báo chí vào cuộc làm bung bét mọi thứ, khiến cho những trò làm án khống bị phơi bày ra trước bản dân thiên hạ. Để khỏa lấp điều này, bọn làm án khống sẽ bỏ tiền ra để chạy trọt, để tòa án và viện kiểm sát dứt khoát phải đè bẹp sự phản kháng của bị cáo. Ông này xét xử Hồ Duy Hải không phải để bảo vệ công lý, mà để bảo vệ nhóm làm án khống. Nhóm này được cho là đã chạy đến ông ta. Trong một đường dây chạy án, luật sư chính là cỏ chạy án. Trong vụ án Hồ Duy Hải, bị cáo này đã trải qua nhiều luật sư bảo chữa, trong đó có luật sư nhận bào chữa, nhưng trong quá trình điều tra và trong phiên sơ thẩm lại có dấu hiệu cấu kết với công an Long An làm án khống để ép Hồ Duy Hải vào tội chết. Ngoài luật sư thì có ba cơ quan tố tụng đều biết nhau, bọn họ dễ dàng trao tiền chạy án cho nhau để lái vụ án theo ý muốn của họ. Vụ án Hồ Duy Hải đã sai ngay từ đầu, tuy nhiên nếu để tòa phán quyết là không đủ cơ sở để kết tội Hồ Duy Hải thì điều đó đồng nghĩa với việc công an Long An làm án khống. Cho nên lỡ phóng lao thì phải theo lao. Công an Long An đã nhét tiền cho tòa án và viện kiểm sát trong hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Sau hai phiên này, vụ án vẫn bị mạng xã hội phản đối. Cuối cùng, vụ án được đưa lên cấp cao nhất, tức là giám đốc thẩm. Nếu giám đốc thẩm mà xác định không đủ cơ sở để kết tội Hồ Duy Hải, thì những kẻ làm án khống và kết tội oan có thể mất chức, thậm chí có nguy cơ bị truy tố. Và vì thế là nhóm đã ép Hồ Duy Hải vào con đường chết trong hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, lại tiếp tục chạy án lên cấp giám đốc thẩm. Và đó là lý do tại sao cả bộ máy chính quyền quyết ép chết Hồ Duy Hải. Nguyễn Văn Trưởng cũng là nạn nhân của nhóm làm án khống. Trường hợp Nguyễn Văn Trưởng cũng tương tự như Hồ Duy Hải vậy. Vụ án này bị Dương Tự Trọng và Đỗ Hữu Ca làm án khống, và từ đó cả tòa án và viện kiểm sát cùng cấp tòa dập theo mà ép Nguyễn Văn Trưởng. Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải chỉ là những trường hợp mà xã hội đã biết đến, còn rất nhiều trường hợp khác, nạn nhân bị oan, thậm chí ép đến chết, nhưng không có cách nào để mà kêu cả. Sau đó thì bị hành hình, và thế là vụ án kết thúc, chìm xuống. Cái đáng sợ của bộ máy tố tụng Cộng sản, nó là như thế, công lý thì vắng bóng, oan sai, tràn lan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin làm ăn khống, sợ lộ rồi chạy án từ địa phương đến trung ương để mà đổ tội cho bị cáo.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cắm đầu xuống cát, đưa phao cầu ra ngoài, ông Tổng tự biến mình thành đà điểu. Việc báo chí tại Đức công khai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang sống tại Đức như một cú tát trời giáng vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái tát vào mặt người đứng đầu đảng, ông Nguyễn Phú Trọng. Trước đây, vì Đức không ngờ là có một bộ trưởng nước khác lại đến nước họ thực hiện việc bắt cóc người, nên họ không bảo vệ được Trịnh Xuân Thanh. Lần này, phía Đức công khai không phải thách thức mà là coi thường, là xem thử Đảng Cộng sản Việt Nam có dám thực hiện bắt cóc một lần nữa hay không. Lần này, nếu ông Tổng và ông Tô manh động, thì thế giới có phim rất hay để mà xem. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF xác nhận chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chặn tờ báo TASS ở Việt Nam. Theo nguồn tin của tờ báo TASS là tờ báo đã đăng tin về việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức cho biết trang web của họ bị chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam chặn tại Việt Nam. Thông tin từ nhật báo TASS đã qua sự xác minh của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF. Việc chặn tờ báo TASS không có ý nghĩa gì cả, bởi tờ báo TASS đăng bằng tiếng Đức, hầu hết thông tin từ báo TASS đã được các tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại dịch ra hoặc đưa tin. Cũng có thể có người Việt đọc được tiếng Đức nhưng không nhiều, và cũng có thể người Việt dùng phần mềm Google để dịch để đọc. Tuy nhiên, việc đọc bản dịch Google so với bản dịch được tin đăng nhàn nhản trên mạng xã hội thì cũng ít người Việt nào vào tờ báo TASS mà đọc. Thực tế, dù ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ra lệnh chặn tờ báo đáng ghét kia thì cũng chẳng chặn được thông tin. Việc làm này của Nguyễn Phú Trọng được ví như con đà điểu vùi đầu xuống cát vậy. Con đà điểu khi thấy nguy hiểm thì nó tự vùi đầu xuống cát để không nhìn thấy mối nguy hiểm. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của đà điểu, chứ thực tế cả cái thân đổ sộ của nó vẫn ở trên cát. Nó không thể tránh được nguy hiểm. Ông Trọng cho chặn tờ nhật báo TASS chẳng có tác dụng gì mà còn làm xấu mặt đảng thêm về bình diện quốc tế. Việc cho chặn trang web của tờ nhật báo TASS là một cách để Đảng Cộng sản Việt Nam tự bịt tai mình, chứ người dân thì ai cũng biết hết mọi thông tin. Thậm chí tin về việc Bộ Công an đề nghị dẫn độ bà Nhàn về nước nhưng bị phía Đức từ chối chẳng khác nào táp vào mặt Đảng Cộng sản một ca nước bẩn. Nhà nước Đức không tin tưởng nhà nước Cộng sản nên họ không giao người. Ông Trọng đã từng nói rằng mình có như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Có lẽ Đảng Cộng sản phải như thế nào thì mới bị phía Đức đối xử tệ đến như thế. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, khi trả lời thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có nói rằng 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế, văn hóa phát triển, chính trị, xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế như ngày hôm nay. Không biết cái gọi là vị thế cao như ngày hôm nay của ông Trọng là như thế nào. Tuy nhiên, qua việc kiểm soát thông tin báo chí, chặn cả báo chí ở nước ngoài thì rõ ràng, trong mắt quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đang là kẻ thù của tự do báo chí. Ngoài chuyện kiểm duyệt thông tin thì kèm theo lại là hành động sang nước khác bắt cóc người như thổ phỉ vậy. Thì không biết Đảng của ông Trọng xây dựng vị thế cao như thế nào đây? Tô Lâm sang châu Âu một chuyến nữa thì sẽ có phim rất hay để mà xem. Những chuyện thể hiện sự xem thường pháp luật của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Bởi theo thông tin như Thời báo chúng tôi nhận được, ông Tô Lâm vẫn đang sử dụng một nguồn tiền khổng lồ được lấy ra từ ngân sách trung ương cấp để mà cài cắm và nuôi mạng lưới tai mắt khắp nơi trên thế giới. Việc đấu đá trên bàn cờ chính trị còn ác liệt hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của ông rất mong bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để đổi các cán cân trên bản đồ chính trị. Có khi ông Trọng lại xúi Tô Lâm làm liêu lần nữa thì sao? Nếu Tô Lâm mà làm liêu thì ắt sẽ có kịch và phim rất hay để người dân Việt Nam cùng chứng kiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin cắm đầu xuống cát, đưa phao cầu ra ngoài, ông Tổng tự biến mình thành đà điểu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de